Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ cái câu chuyện bé 8 tuổi mà bị dì ghẻ đánh chết đó quý vị khán giả. Hôm nay luật sư phục hồi lại camera, không thể nào mà tưởng tượng được luật sư bật khóc khi mà xem lại camera, chi tiết lộ nhiều cái tình tiết mà chưa được công bố quý vị khán giả. Sau khi mà luật sư xem cái đoạn camera tại nơi căn hộ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, luật sư Ngọc Nữ và đến cả những người phục hồi camera phải bật khóc vì ám ảnh mãi những hành động quá dã man của cái người dì ghẻ này. Thì tới ngày hôm nay quý vị khán giả biết là những cái người đàn ông mà là ngoại tình giống như ông Nguyễn Kim Trung Thái bây giờ mới sáng mắt ra, nhưng mà ổng luôn lúc nào cũng binh vực cái người tình này quý vị khán giả, cho đến con mình tàn hơi kiệt sức nhưng ông Nguyễn Kim Trung Thái vẫn là bao che cho cái cô là người tình của mình, Nguyễn Võ Quỳnh Trang quý vị khán giả, xóa những cái dữ liệu trong camera để chạy tội, để cho là cái người tình của mình không phải bị phạm tội, vi phạm pháp luật. Đó là cái ý của ông Nguyễn Kim Trung Thái, một người cha quá tồi tệ quý vị khán giả, không biết bảo vệ con mình. Cho đến ngày hôm nay thì trong cái camera, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là người đứng ra đại diện phía gia đình của bé Vân An, đấu tranh làm những gì tốt nhất có thể cho bé 8 tuổi và gia đình. Khi nói đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đang gây phẫn nộ trong dư luận 2 tuần qua, thì luật sư Ngọc Nữ đã có những chia sẻ về cảm xúc của mình cũng như là hé lộ những tình tiết chưa từng được công bố trong cái đoạn camera đặt tại căn hộ của bé 8 tuổi. Thời gian vừa qua quý vị khán giả thấy là cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, kể cả những người ai mà biết được câu chuyện này, kể cả những người nước ngoài, họ cũng vô cùng bức xúc quý vị khán giả. Theo luật sư Ngọc Nữ, rưng rưng nước mắt kể về những vết thương trên người của bé. Luật sư cho biết vết thương trên trán của bé đã khâu lành rồi nhưng mà chúng ta cũng vẫn phát hiện được. Còn vết thương ở vai bị đánh bằng roi mây, bưng mũ, như vậy là vết thương đã cũ, có nghĩa là người cha phải biết con mình đã bị đánh. Tình tiết tăng nặng đối với những người cha là đê hèn. Vì sau khi ly hôn, người cha này là cái người giám hộ mà để con mình bị bạo hành cái bàn tay của người tình của mình, cho con mình tới tử vong. Về ý thức chủ quan, người cha phải biết con mình là bị bạn gái đánh, người cha phải đồng ý thì người kia mới dám đánh con mình như vậy. Đó là luật sư Ngọc Nữ bức xúc và chia sẻ. Chứ nếu mà người cha của mình có những cái lời lẽ cản ngăn hoặc là có những cái lời mà hết sức là cứng rắn thì cái người tình của mình không đến nỗi như vậy. Dù cho người cha có ngu muội, có si mê người tình như thế nào thì người cha cũng không thể nào làm như vậy. Cái người này chỉ ngu mê, ngu muội và si mê đến nỗi là không biết là cái người đó là con của mình mà họ là thú đổi lớp người. Theo luật sư Ngọc Nữ cũng kể lại khoảnh khắc mà bà nhận được đoạn camera ghi lại là cảnh cháu An bị bạo hành đó. Luật sư cho biết vào buổi sáng thì bà nhận được một cuộc gọi điện thoại nói là bà ăn sáng cho no và nói cô qua đây con cho cô coi cái này, cô đừng xỉu nhé. Đó là luật sư Ngọc Nữ chia sẻ khi mà camera đặt tại căn hộ của bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dã man quý vị khán giả. Người phục hồi camera là bị xóa, coi là ai mà coi lại cái camera này cũng đều bị phải nói cảm xúc dâng trào và phẫn nộ những cái hành động dã man như của những con người dì ghẻ và người cha. Không chỉ bị bạo hành trong suốt 4 tiếng đồng hồ, luật sư Ngọc Nữ còn bật khóc cho biết bé An bị dì ghẻ cởi cả quần áo mà đánh và đánh nhiều lần vào vùng kín quý vị khán giả. Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cái cây gậy gỗ đặc mà nói là cởi quần áo bé ra để đánh. Một con mụ dì ghẻ vô cùng ác độc mà ranh ma đến nỗi đánh con người ta mà không để cho con người ta mặc quần mặc áo mà phải cởi quần áo ra. Phải nói dã man, cái con người này chết mà 9 tầng
từ địa ngục còn không thể nào mà đầu thai nổi. Ác gì mà ác dữ gì trời ơi. Thôi đôi khi quý vị khán giả, kể cả những người đàn ông mà xem những cái video mà khôi phục lại đó, những người mà có trách nhiệm để khôi phục camera đó, họ đã rớt nước mắt quý vị khán giả. Mà cái đau lòng trăn trở mấy ngày hôm nay là cô không ngủ được, đó là tại sao con bé đó đánh như vậy, đánh nhiều lần vô vùng kín mà người cha của mình là không có biết bảo vệ con mình, và ác tới nỗi mà dì ghẻ. Cái con người này là thú đội lớp người, vậy mà phụ huynh, người mẹ ruột của cô, dì ghẻ này còn là xin để giảm tội cho con mình, không biết giảm tội chỗ nào. Còn những cái lời lẽ nào mà để cho coi cộng đồng pháp luật giảm tội cho con mình. Bậc phụ huynh không biết dạy con mình, không biết dạy con dì ghẻ từ lúc nhỏ. Chắc cũng là mẹ nào con nấy thôi, cho nên không biết dạy dỗ con mình. Bởi vì cộng đồng mạng nói là con Quỳnh Trang này là cái con loại người là mất dạy. Vì ba mẹ không có dạy mình cho nên đi giật chồng người ta, đi phá vỡ gia can hạnh phúc của gia đình của người khác. Tới ngày hôm nay đánh con của chồng đến nỗi mà tàn hơi kiệt sức tới tử vong như vậy. Mà ác giả mang đánh con người ta mà phải là cởi quần áo ra đánh, quý vị khán giả. Có ai mà xem được cái video này thì thật sự là luật sư Ngọc Nữ chia sẻ rất đau lòng, rất là hết sức là không còn nói cái lời nào, chỉ bật khóc mà thôi. Và chia sẻ của luật sư Ngọc Nữ, chị em phụ nữ cần biết là nếu bố nuôi không tốt thì thề để là kiện đòi lại quyền nuôi dưỡng, chứ không để cho bố nuôi. Tại vì bố có người tình rồi. Thực sự là những người nào mà phản bội vợ con, có người tình mà nuôi con mình, ít nhiều gì người đàn ông đó cũng ngu muội, quý vị khán giả. Nói thì đụng chạm nhưng mà thật sự ngu muội thiệt. Đó, một cái con dì ghẻ, có con người tình, có bao giờ nó quay trở lại, nó thương yêu, nó giúp đỡ cho gia đình mình hay không? Nó có nuôi con mình hay không? Không hề. Nó là một cái con phụ nữ mà đã là phá nát gia can của mình, mà mình ngu muội đến nỗi mà mình về mình quay lại vợ cũ mình, mà mình là đòi khó khăn rồi mình chửi bới, hoặc là có những cái hành động bức xúc này kia nọ. Thật sự ra cái người đàn ông mà khôn ngoan là biết trân trọng cái người phụ nữ khi mình trong cuộc sống của mình công ăn việc làm không có, sự nghiệp mình trên vên chống ván, mà cái người phụ nữ đã là cùng với mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó, mình đáng lẽ ra mình phải trân trọng cái người phụ nữ đó. Còn khi mình có chút tiền của rồi mình đi ra ngoài thì mấy con bồ nhí là thấy mình giàu có rồi, nó vớt vô, nó nhào vô để nó hưởng, chứ nó đâu có cùng mình những cái giai đoạn khó khăn. Những người đàn ông khôn ngoan không bao giờ bỏ vợ, quý vị khán giả. Chỉ là chơi qua đường rồi cũng hướng về gia đình. Còn những người đàn ông mà ngu muội thì là sẵn sàng bỏ lại tất cả những gì yêu thương nhất, những gì trong giai đoạn khó khăn khổ sở, người phụ nữ cùng mình chung tay góp sức vượt qua giai đoạn khó khăn cùng mình trong cái sự nghiệp trên vên như vậy, mà họ không bỏ mình. Tới ngày hôm nay mình có chút tiền của thì lại mình bỏ người vợ của mình, bỏ những đứa trẻ con thơ để lại sau lưng để chạy theo những cái mối tình dục vọng của mình. Và ở đây luật sư Ngọc Nữ cũng chia sẻ, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn thủ tục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bà mẹ và trẻ em cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cũng đã dán tờ rơi số điện thoại đường dây nóng 111 trợ giúp ở khắp nơi để người dân nhìn thấy, để không xảy ra chuyện tương tự như vụ bé An nữa. Liên quan tới vụ án này, bị người tình của bố hành hạ đến tử vong, đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Võ Quỳnh, xin lỗi, đối với cái cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995, ngụ tại tỉnh Gia Lai, trú tại quận Bình Thạnh về tội giết người. Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với người cha là Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985, ngụ tại quận Nhất về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Khi mà nói đến đây thì chúng ta thấy là hết sức là đau lòng, vì những con người trong cuộc, những con người thân yêu và là cha ruột của mình mà lại là làm ngơ, ngó lơ để cho những người mà không máu mủ ruột rà để cho hành hạ mà đánh con đến nỗi mà mức như vậy. Mà ông Nguyễn Kim Trung Thái, ổng làm lơ, ông này thuộc về, ổng là cái con người mà đội lớp thú, quý vị khán giả. Con mình nuôi, mình té ngã hoặc là vấp ngã thì mình cũng còn sót. Con mình ăn không được hoặc đôi lúc con mình ốm đau bệnh tật mình cũng sót.
Có đâu mà bây giờ để cho dì ghẻ mà bạo hành mà bao che đến nỗi này. Dì ghẻ bạo hành trong suốt 4 tiếng đồng hồ, quý vị khán giả thấy quá đau đớn. Thật sự mà khi không ai, không những người mà không có chứng kiến đi nữa thì cũng quá đau lòng, chứ đừng có nói đến cái người mà đang trong cuộc, đang điều tra, xem lại cái video đó, cũng như là luật sư Ngọc Nữ, thì bà chỉ có khóc thôi quý vị khán giả. Bà chỉ nhìn những cái vết bầm tím và vách như vậy, và đồng thời cái cô dì ghẻ này đánh con mà bắt cởi quần áo ra đánh, thật sự nó quá thương tâm, nó quá đau lòng. Khi nói đến đây, nếu ai làm cha làm mẹ và những người mà đã hướng về cái câu chuyện này không khỏi phải là đau lòng. Phải nói là hiện tại mình chia sẻ câu chuyện này mà mình không kìm được cái cảm xúc, nó đau đến nỗi là tim hầu như là muốn thắt lại với quý vị khán giả. Quá đau lòng, đánh con mà con không đẻ mà đánh con người ta, mà tới cởi quần cởi áo ra để đánh. Còn cha, người cha thì ngu muội úp mặt, cho nên là không biết gì, không biết bảo vệ con mình lúc mà con mình đã tử vong rồi đó, mà còn xóa camera, xóa để giấu tội, che tội cho cái người tình của mình, quý vị khán giả. Ngu gì mà ngu quá trời ngu, quý vị khán giả ơi. Hai cái người này tử hình, đi đem xuống mà diêm dương á, đem xuống diêm dương chính từng địa ngục á, còn không có mà đầu thai trở lên thành người, mới mốt trở thành là cái con thú, con trùng, con dế gì, chứ không trở thành người nữa. Còn cái người mẹ của Nguyễn Võ Bình Trang á, cô cũng nên là không còn trường cái mặt ra nữa. Một bậc phụ huynh mà giờ phút này cô nói là để xin giảm tội cho con gái mình, giảm chỗ nào được nữa vậy cô? Con của mình không biết dạy, làm cha làm mẹ mình không biết dạy con mình, để cho con mình đi giật chồng người khác, đi lấy người khác, tới ngày hôm nay đánh con người ta cởi quần cởi áo và đánh những vết bầm thâm tím như vậy, cô có thấy sốc và đau lòng hay không? Cô cũng nên trốn khỏi cái nơi cư trú của cô đi, cô ẩn luôn đi, cô đi vô rừng sâu núi thẳm gì đó, cô đi ẩn mình đi đó. Cô đừng có nên mà sống ở cái nơi mà cư trú của cô nữa đó. Cô còn mặt mũi nào, cô không biết dạy con gái mình để đi giật chồng người ta, đánh con người ta tới nỗi đó, mà giờ này cô còn trường cái mặt cô ra để cô xin giảm tội cho con gái cô, xin chỗ nào nữa vậy cô? Một cái con người mà sống không ra người, mà là loài dượng, loài thú gì đó. Còn cái ông người cha Nguyễn Kim Trung Thái là một người cha trước đây là ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học quý vị khán giả, mà giờ phút này trở thành là thua có con vật nuôi trong nhà nè, chứ đừng có nói là con vật. Đang tâm cặp với cái cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang này, phụ bạc vợ con, rồi là cho vợ con mình là không đến thăm, để cho con mình là bị người gì ghẻ bạo hành như thế kia. Không biết hai cái con người này có phải là con người nữa không nữa quý vị khán giả. Thật sự mà khi luật sư Ngọc Nữ chia sẻ lên những cái cảm nghĩ của mình á, phải nói là cộng đồng mạng vô cùng xót xa, vô cùng hết sức là đau khổ cho gia đình của bé Vân An. Đã từ trước tới giờ thì quý vị khán giả biết là bạo hành này kia nọ, là đánh con tới chết, nhưng mà cái chi tiết trong camera đó, thì hôm nay luật sư Ngọc Nữ đã chia sẻ về vấn đề này. Đánh con mà bắt con nhỏ cởi hết quần áo ra đánh, và nhiều lần đánh vô vùng kính đó, quý vị khán giả, những cây gỗ mà cây dài như vậy. Ngoài đánh cây ra thì Nguyễn Võ Quỳnh Trang này còn đánh bằng tay chân và vô vùng kính của bé Vân An. Thử hỏi con bé mới 8 tuổi mà có thù ân oán gì chín đời chín kiếp với con mụ dì ghẻ này đâu mà đánh con người ta như vậy. Nếu không nuôi được, cảm thấy mà vướng víu không nuôi được, thì nói với cái người chồng ngu si của mình đó, trả con người ta về cho vợ cũ để vợ cũ nuôi, để con bé đó còn là bảo đảm cái tính mạng của nó. Có đâu mà ác tới mức độ này, mà giờ này là mẹ ruột của mình, mẹ ruột của cái con dì ghẻ này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang này, còn xin tội. Không biết cô xin chỗ nào. Nếu con của cô mà hành hạ bị như vậy thì cô có uẩn khuất không, cô có phẫn nộ hay không, cô có xin tội hay không? Con người con của cô không biết dạy, mất dạy cho nên mới đi giật chồng người ta, mới phá phá tan vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Tới ngày hôm nay thì cô còn mặt mũi nào, thuộc về quỷ quỷ đội lớp người rồi. Quý vị khán giả, nói tới nay thật sự là hết sức là đau khổ quý vị khán giả. Cái người mà đến nhà để là quỳ xuống trước nhà của là bố ruột của bé 8 tuổi đó, cúng thất cho bé, thì quý vị khán giả thấy là thái độ của bà nội ruột đó nha, rất là lạnh nhạt, hờ ơ,
hờ ơ lạnh nhạt quý vị khán giả. Trước đây bà nội còn đổi thừa là cho mẹ bé Vân An là ABC này, nói chung là tới giờ phút này mà vẫn còn đổi thừa Binh con Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Thật sự nếu là bậc phụ huynh của hai cái đôi này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, không xứng đáng làm bà nội và không xứng đáng làm cái người lớn, mà cũng không xứng đáng làm người nữa quý vị khán giả. Bà nội mà cháu mà bị con mụ gì ghẻ mà đánh chết như vậy, mà bà nội vẫn lạnh nhạt hững hờ Binh con Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Còn mẹ ruột thì xin tội cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang, xin chỗ nào tội còn đâu nữa mà xin, quá phủ đầu còn đâu mà nữa mà xin, quá tàn nhẫn. Còn cái ông Nguyễn Kim Trung Thái này, ông này ông ngu, ông gặp con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này ông ngu. Nhiều lần mẹ của bé Vân An nhắn tin năn nỉ gặp con, nhưng mà cái ông này ông nói là phải xin phép dì ghẻ nếu muốn gặp con gái mình. Đó, bây giờ ông đội cái con là dì ghẻ này lên đầu, con của người ta đẻ ra, mà bây giờ ông kêu là phải xin phép cái mụ dì ghẻ này mới được gặp con của dì khán giả. Bây giờ nếu như mà có xin phép đi nữa thì là cũng là phải cho con người ta gặp đó, chứ có đâu mà không có cho con người ta gặp mà phải xin phép. Mình là nuôi dưỡng thôi, chứ mình có cái gì đâu mà mình phải là bắt người vợ cũ người ta xin phép. Trời đất ơi, cái người mẹ của bé Vân An quá hiền quý vị khán giả ơi, quá hiền chứ người khác hả? Nếu mà không cho gặp con mà đòi xin phép mụ gì ghẻ, xin lỗi quý vị khán giả ha, cho anh em ngoài xã hội là coi như là vặt không còn một cọng lông luôn. Ngày hôm nay thì cho bọn bay là cái người cha, những người cha này là không còn là cha tính thú rồi. Rồi con dì ghẻ cũng đi xuống 9 tầng địa ngục ở xuống dưới đó mà chung sống với nhau ha. Đó, còn cái mụ, có con mẹ, mẹ ruột của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bà có thương con bà thì bà đi cùng đi với con rể tương lai bà với con bà đi xuống dưới gặp Diêm Vương, gả cho Diêm Vương luôn, gả bà cho Diêm Vương luôn, chứ bà là mẹ, bà ác quá. Thật sự quý vị khán giả khi chia sẻ cái câu chuyện này, thật sự quá bức xúc, quá đau lòng khi hôm nay biết được cái thông tin mụ gì ghẻ đánh con mà cởi hết quần áo như vậy đó các bạn. Làm cha làm mẹ, làm những cái người là quan tâm tới câu chuyện này, không phải nói đó là xót xa mà đau cả tân tim, đau cả tim gan của vị khán giả. Thôi thì Phương Văn xin phép chia sẻ những cái thông tin tới đây. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào chuông thông báo và nút đăng ký để tiếp tục theo dõi câu chuyện này, để cho bé Vân An cũng như là mẹ bé có những cái công bằng, những người luật sư cũng như là những người cơ quan chức năng đang hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của bé lấy lại công bằng. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.